Khủng long bạo chúa hay T-Rex là huyền thoại cực kỳ nổi tiếng với khả năng săn mồi tàn bạo của mình. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ cỗ máy săn mồi T-Rex này không có đối thủ ở thời tiền sử, thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại. Chúng có thể bị tấn công và trở thành bữa ăn thịnh soạn của một sinh vật khổng lồ được mệnh danh là vị vua của bầu trời, là cỗ máy ăn thịt biết bay lớn nhất trong lịch sử này. Cùng đến với chương 2 của hồ sơ khủng long, Quetzalcoatlus, kẻ thống trị bầu trời khiến T-Rex cũng phải khiếp sợ. Quetzalcoatlus là loài thằn lằn bay khổng lồ từng thống trị bầu trời vào khoảng 166 triệu năm trước và gần như không có đối thủ trong tự nhiên. Ngay cả những loại khủng long có kích thước lớn và hung hăng nhất trên mặt đất lúc bấy giờ cũng có thể trở thành bữa ăn của chúng. Loài thằn lằn bay này sống ở cuối kỷ phấn trắng hay với tên gọi khoa học là kỷ Creta tại khu vực Bắc Mỹ ngày nay khoảng 68 đến 6,5,5 triệu năm, là động vật bay lớn nhất cùng với Hadzegopteryx, vì hai loài này lớn ngang nhau, khi đứng thẳng chúng cao ngang hươu cao cổ. Quetzalcoatlus là thành viên của họ Astacidae, một họ thằn lằn bay không răng cổ dài. Tên của chúng được đặt theo tên của con rắn thần Aztec God có lông vũ biết bay của nền văn minh cổ Aztec ở Trung Mỹ. Với kích thước lớn và sải cánh lên đến 15m, cao từ 4,8 đến 5,5m và nặng khoảng 210 đến 250 kg, nhưng nhờ cấu trúc rỗng, Quetzalcoatlus có thể bay lượn dễ dàng và trở thành sát thủ gieo rắc nỗi kinh hoàng từ bầu trời cho bất kỳ loại động vật nào trong tầm mắt của nó. Với sải cánh quá cỡ, loài thân lần này có thể cất cánh từ những món cao hoặc chạy lấy đà trên mặt đất như máy bay. Kích cỡ to lớn khiến mỗi khi thấy bóng của chúng in trên mặt đất là tất cả các sinh vật khác đều phải dè chừng, kể cả là khủng long bạo chúa hung bạo cũng không ngoại lệ. Không chỉ săn mồi trên đất liền, thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus còn sải cánh bay lượn trên các bờ biển Cretaceous để bắt những con mồi dưới nước. Ngày nay, chỉ có một vài bộ xương của thằn lằn bay Quetzalcoatlus được tìm thấy, trong đó có một bộ xương tương đối hoàn chỉnh. Hóa thạch chỉ ra rằng, Quetzalcoatlus là loài rực long có phần hộp sọ tương đối lớn, thành thạo việc đi săn cá ở trên không và trên cạn. Dựa vào lớp lông mao tìm được trong hóa thạch, các nhà nghiên cứu tin rằng sinh vật bay này thuộc loại máu nóng như các loại chim ngày nay và có thể đẻ trứng. Đa số các hóa thạch của Quetzalcoatlus đều được tìm thấy ở Texas, Mỹ. Việc ước tính trọng lượng của Quetzalcoatlus là rất khó khăn vì không có mẫu mô, trong khi xương thì đã hóa thạch. Chúng có thể kiểm soát việc bay lượn và giữ thăng bằng là nhờ bộ não lớn và những vùng rộng. So sánh kích thước của Quetzalcoatlus khi chúng mở rộng hết cỡ sải cánh với kích thước của con người, một chiếc tàu lượn cỡ nhỏ có thể chứa được một người trưởng thành, nên với kích thước của những con Quetzalcoatlus, nhiều người sẽ nghĩ chúng hoàn toàn có thể cho một người trưởng thành cưỡi mà bay lên không trung. Nhưng thực tế, khi phân tích kỹ thì điều này là hoàn toàn không thể. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, kích thước của những con Quetzalcoatlus khổng lồ có thể tương đương với những chiếc máy bay, tàu lượn cỡ nhỏ, nhưng kích thước và trọng lượng của mỗi xương, cơ, màng, cánh trên cơ thể chúng đều được mẹ thiên nhiên tính toán chính xác để đạt đến một sự cân bằng hoàn hảo. Cấu trúc cơ thể của những con thằn lằn khổng lồ chỉ có thể làm cho chúng bay ngay cả khi đã ăn no, nhưng nếu cõng thêm một người trưởng thành trên lưng, ngoài bản thân trọng lượng của người đó ra thì còn phải tính thêm trọng lượng của những thiết bị cưỡi như dây điều khiển, yên hay áo giáp bảo hộ, và như vậy sự cân bằng cơ thể ban đầu của chúng sẽ bị phá vỡ và khiến cho chúng không thể bay với vai trò là thú cưỡi. Đầu tiên, con vật phải chạy bằng 4 chân, sau đó nó chuyển sang chạy bằng 2 chân sau, giang cánh và liên tục vỗ cánh. Một khi đủ lực nâng và đạt tốc độ cần thiết, nó sẽ nhảy và bay lên trời. Không chỉ săn mồi trên đất liền, thằn lằn bay Quetzalcoatlus còn có thể bay lượn gần các bờ biển ở kỷ phấn trắng để săn mồi dưới nước. Dựa trên những hóa thạch được tìm thấy, các nhà nghiên cứu cho rằng Quetzalcoatlus thuộc dòng sinh vật máu nóng và đẻ trứng gần giống với một số loài chim ngày nay. Chúng có thể bay lơ lửng và giữ thăng bằng nhờ bộ não lớn của mình. Phần lớn thời gian chúng bay lượn trên bầu trời và chúng có thể bay lượn trong không trung hoặc lướt đi rất tốt.
Tuy nhiên, chúng gặp khó khăn khi hạ cánh hoặc cất cánh. Quetzalcoatlus bay đạt độ cao 3.000 đến 4.500 m và tốc độ tối đa là 80 dặm một giờ, gần tương đương với một chiếc máy bay với vận tốc 128 km/h. Giống như các loài thằn lằn bay khác, Quetzalcoatlus là loài máu nóng và sở hữu một cơ chế chuyển hóa đặc biệt để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của chúng. Với tốc độ này thì hầu như chẳng có con mồi nào có thể thoát khỏi đòn tấn công từ trên cao của chúng. Trên mặt đất, chúng gập cánh của mình, di chuyển bằng hai chân sau và thường đi lang thang quanh các hồ nước để săn lùng những loài cá và côn trùng nhỏ. Trong lúc đó, đôi cánh khỏe mạnh sẽ đóng vai trò như chân trước, giúp chúng giữ thăng bằng khi di chuyển trên những địa hình không bằng phẳng như dốc núi. Nhờ cấu trúc giống yên ngựa, chúng có thể dễ dàng lọc được những loài sinh vật nhỏ dưới nước. Phần mỏ của thằn lằn bay rất cứng, dài và nhọn, điều này biến chúng trở thành vũ khí săn mồi hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, Quetzalcoatlus và các loài rực long khác tuyệt chủng cùng thời với khủng long trong sự kiện đại tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Vấn đề là rực long tuyệt diệt trước hay sau thời điểm thiên thạch đâm xuống trái đất? Các phát hiện mới đã giúp giải đáp câu hỏi này. Dựa vào hóa thạch ở Morocco, các nhà khoa học đã khẳng định rằng rực long vẫn còn phát triển sau thảm họa thiên thạch, đến khi khí hậu trái đất trở nên tồi tệ khiến các loài sinh vật khổng lồ không thể sống nổi. Đến cuối kỷ phấn trắng, có những loài rực long có sải cánh chỉ còn 1-2 mét, chúng đã rất cố gắng thích nghi để tồn tại. Nhưng vì sao đến cuối cùng không còn một loài rực long nào sống sót? Trái ngược với những loài chim, nên có lẽ là vì chúng vẫn chưa đạt đến kích thước đủ nhỏ để sống sót qua cuộc đại tuyệt chủng. Sau thời của thằn lằn bay Quetzalcoatlus, những sinh vật biết bay trên trái đất như chim có kích thước nhỏ hơn nhiều, có thể sống sót tốt hơn trong môi trường khắc nghiệt, thiếu thốn thức ăn. Vừa rồi, chúng ta đã đi qua chương 2 trong series Hồ sơ khổng long của nhóm chúng mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ từ những video đầu tiên. Nếu các bạn thấy thích những nội dung mà chúng mình chia sẻ, có thể để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung khác của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong Hồ sơ khủng long số tiếp theo.